Xin kính chào các thượng đế. Bây giờ là 9 giờ. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 12 năm 2023. Số điện thoại 0368888479 đang chờ các thượng đế chiết giải truy ép Trần Văn chốt những chiếc radio cassette cùng với lại link phụ kiện về radio cassette, băng cassette hân hạnh được phục vụ các thượng đế. Trong này là 10 cuộn băng cassette nội dung chương trình thâu theo yêu cầu, địa chỉ tới ngã ba phường Gia San, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trân trọng cảm ơn Thượng Đế. Kính mời mọi người ly chè xanh cho tình cảm của chúng ta vươn lên một tầm cao mới. Sáng dậy pha một ấm trà, mở đài cassette, tiên cũng muốn giáng trần. Trân trọng kính mời. Đấy cũng là một trong những lý do mà tiên tiên muốn giáng trần đấy nha. Bây giờ trân trọng giới thiệu tới các thượng đế một combo băng cassette. Một, hai, ba, bốn, năm cuộn băng cassette. Năm cuộn này mình đã dùng đầu Technic M3 số 2 của mình thâu và đã kiểm tra về vấn đề âm thanh đủ tiêu chuẩn để sư phụ khang cho những đệ tử này xuất sơn. Chắc chắn một điều là những đệ tử này sẽ mang lại vẻ vang cho sư phụ chứ không thể bôi roa chát chấu vào mặt sư phụ được. Băng này nó có một cái khiếm khuyết là cũ mà như mới, là new. Băng Sony HF90, con nhạn trắng gò công nhá. Đó là giọng ca của ca sĩ Phương Dung đấy, mệnh danh là Nhạn Trắng Gò Công. Nhạc trước 1975, nghe sướng lắm, lóc cóc leng keng, kéo khà kéo kẹt. Băng này là băng thứ hai, băng TDK cũng cũ mà như mới. Ca sĩ Thanh Tuyền hát nhạc trước 1975 trong đĩa CD Thanh Tuyền 1. Lưu ý, lóc cóc leng keng là có thật chứ không phải hình ảnh tìm, chỉ mang tính chất minh họa. Đây là có thật nhé. Cái đài mà cái đầu từ nó còn tốt một tí là nghe sướng lắm. Cuộn này là cuộn thứ ba, cũng lại live new cũ mà như mới. Băng Sony HF90 trong đĩa CD Kim Đằng 1. Kim Đằng 1. Sợi dây cứ bóng nhẫy, bóng lộn. Cuộn này là cuộn thứ tư, cũng băng Sony HF90, ca sĩ Chế Linh hát nhạc sau 1975 trong đĩa CD Chế Linh Người Nhập Cuộc. Nó cứ lằng loáng lằng loáng. Và cuộn này là cuộn thứ 5, cũng lại băng Sony HF90, ca sĩ Tuấn Vũ, Hương Lan, Phượng Mai hát những ca khúc rất chi là hay. Năm cuộn này trân trọng gửi tới các thượng đế trên giải GS với một mức thóc đệ nhất thiên hạ rẻ, đó là 300.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Ở đây có 5 cuộn tặng các thượng đế. Đây này, cái băng này mình đã thâu rồi, thế nhưng nó không đạt về chất lượng. Đấy. Nó chỉ nghe được một mặt thôi, còn một mặt không hiểu sao ấy, nó không đạt về chất lượng, thế nên là không bán để tặng nha. Về nghe được thì nghe, không nghe được thì để bày. Chứ không phải băng nào mình cũng bán, băng này thâu rồi như Quỳnh này. Đấy. Băng này thì chưa thâu, băng Sony HF90 này. Đấy, băng này về nghe được thì nghe, không nghe được thì để thâu. Thâu lại mà không thâu lại được thì để bày. Băng này cũng băng Sony HF90. Sợi còn rất chi là phẳng, thế nhưng mà nó cũ. Đây, sợi rất chi là phẳng, thế nhưng nó cũ. Và nó cũ thì đương nhiên là không thâu bán làm gì cả. Bán tình cảm đi xuống. Cái băng này băng TDK, mình cũng thâu rồi, Thanh Tuyền 1. Cũng chỉ nghe được một mặt thôi, còn một mặt nó bị răng cưa này này,
nó bị hơi nhăn chứ không phải răng cưa, có một mặt nó hơi nhăn. Đấy, thế nên là nghe cái âm thanh nó không đều, nó không đều. Thế nên là loại ra để tặng chứ không bán. Chứ còn những cái cuộn như thế này nghe được có một mặt kia nghe nó không đều. Mà bán thì tình cảm đi xuống ấy, chả chơi. Ca sĩ Thanh Tuyền 1 hát này. Băng này thì sợi dây của nó không còn độ bóng nữa. Đây này. Sợi dây nó không còn độ bóng nữa. Thế nên là cũng để tặng nha. 1 2 3 4 5 cuộn tặng này không có vỏ. 5 cuộn bán thì có vỏ và chất lượng âm thanh thì khỏi phải bàn. Combo chọn bộ chỗ này là 10 cuộn 300.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Thôi xin phép dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt. Xin chào.